Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Hỏa Viễn với tựa đề Mẹ Chồng Đòi Mạng. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện, trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào nghe audio.net. Ở đây chúng tôi có nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Tiếng gà gáy sáng vang lên trên khắp con xóm nhỏ tại một vùng quê của thành phố Hải Phòng. Báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu tại nơi đây. Ánh nắng dần chiếu xuống, bao phủ trên khắp mọi con đường ngõ ngách. Tiếng chim chóc truyền cành, tiếng ve kêu dâm gian vang vẳng trong những cơn gió thổi qua khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Chỉ một lúc sau, lớp lớp người đổ ra đường, Tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện vang cả một con xóm. Người thì vác cuốc, người thì quẩy đôi quang gánh trên vai. Người lại khẽ nệ, vai vác cái cày bước đi chậm rãi. Chốc chốc, cái que cầm trên tay lại vụt đen đét vào đít con sâu mộng tham ăn. Đang cố thè cái lưỡi dài ra mà gặm nhúm cỏ ven đường. Ngồi trong sân nhà, nhìn đám người làng đang tất bật ra đồng. Ông Hồng cầm cái bát điếu, vo một bi thuốc, vớ lấy cây đóm châm lửa, rồi bắn một hơi long sòng sọc. Quay ra phía bà lời ông nói. Bà nói này, đợi một lát nữa, trời sáng hẳn, bà mang ít tôm ngon hôm qua tôi đánh được sang biểu bà cụ Thuấn nhé. Hôm trước chú Thi có gặp, bà tôi để lại cho một ít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bàn chạc thì ấy rồi cũng được bao nhiêu đâu, mất cái lòng thảo ra, Bà Lợi đang lúi húi vớt mấy củ khoai luộc trong nồi ra rổ, nghe thấy chồng nói vậy thì cũng quay ra đáp. "Rồi, tôi biết rồi. Tẹo tôi bảo thằng Đạt nó mang sang cho." À mà lại nói tới bà cụ Thuấn, sao mấy này tôi không thấy bà lão ló mặt ra ngoài nhỉ? Mỗi sáng nghe bà ấy chửi quen, mấy nay không nghe, đâm ra cũng thấy trống vắng ông ạ. À. Cái bà này, khe khẽ cái mồm thôi. Người ta nghe thế là bảo mình nó xấu sống làng. Tôi cứ bảo là bà cụ dạo này sức khỏe không tốt Chỉ nằm một chỗ trong nhà Tới bữa còn cháu mang cơm lên cho ăn luôn tại giường ấy Khổ Cũng già cả cả rồi Hơn 80 tuổi rồi chứ còn ít gì nữa Ừ Ông nói cũng đúng Tôi mà già như vậy Cũng mong chết sớm thì cho con cháu đỡ khổ Ông nhỉ Thôi bà toàn nói chuyện đâu đâu Tôi đi ra ngoài mương kiếm ít cá đây Bà nhớ lời tôi nói đó Nói xong câu đấy ông Hồng đứng lên, tiến tới góc sân, vác cái rậm lên vai rồi bước ra ngoài đường, hướng về phía con mương nơi cánh đồng. Vợ chồng ông Hồng bà Lợi có với nhau hai mặt con, một trai và một gái. Thằng con lớn tên Đạt năm nay 11 tuổi, còn đứa con gái út thì kém anh nó 5 tuổi. Hai vợ chồng ông bà cũng như đa số người dân khác trong ngôi làng này, quanh năm chỉ trông chờ và mấy xảo ruộng, thi thoảng đi kiếm con tôm con cá lo cái ăn cái mặc qua ngày. Chồng đi được một lúc, khi ấy bà Lợi đang khệ nệ bê nổi cám lợn bên trong bếp ra ngoài. Mùi hơi cám bay ra khiến cho con lợn trong chuồng kêu lên en ép, om sòm cả một góc vườn. Đúng lúc ấy thì ngoài cổng có tiếng gọi vọng vào. Bác Hồng! Bác Hồng ơi! Bác Hồng có nhà không ấy nhỉ? Chưa cần ngẩng mặt lên xem là ai, bà Lợi cũng nhận ra được giọng nói quen thuộc đó, bà đáp. Cô Duyên đấy hả? Vào đi cô. Lão nhà tôi vừa đi rồi, thế có chuyện gì mà sáng ra đã sang bên tôi thế? Tiếng dép lẹt quẹt từ bên ngoài bước dần tới. Một người đàn bà tuổi gần 40, thân hình gầy tỏng, trên mặt gầy gò, mặt mũi hốc hác, khiến đôi gò má như nhô cao thêm mấy phần, làn ra người đàn bà sạm đi vì nắng gió. Đó chính là cô Duyên, hàng xóm của ông bà Hồng Lợi. Khi cô Duyên bước tới gần, dù cô chưa có lên tiếng nhưng bà Lợi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà lên tiếng nói. À phải rồi, cô sang lấy tôm phải không? Lúc sáng ông nhà tôi có nói qua rồi, định là lát nữa sẽ cho thằng cô Đạt nó mang sang. Mà cô sang bên này rồi thì nhân tiện cầm giúp vẻ tôi nha. Không, không phải đâu bác ơi. Em sang đây là muốn hỏi xem cái đợt Tết năm vừa rồi ai là người chụp ảnh cho thằng Đạt với con Linh nhà bác ấy, em muốn quà đó nhờ người ta chụp giúp một tấm. Thấy có sự lạ, bà Lợi ngừng tay không bóp cám nữa, giọng có đôi chút tò mò, bà hỏi: "Ồ, oh, thế có chuyện gì mà tự nhiên tìm người chụp ảnh chứ vậy? Có đứa nào sắp cưới xin hay sao? Hay là hay là họ hàng nhà cô lại có ai chết?" ở làng quê thời này bình thường thì cũng không mấy ai tự nhiên đi chụp ảnh cả chỉ có vào dịp lễ tết hay là khi nào có cưới xin ma chay khi ấy người nhà mới đi tìm thợ về chụp ảnh giúp không đáp lại lời bà lợi ngay cô duyên ngó ngó lại đằng sau rồi đưa mắt nhìn xung quanh ra vẻ e sợ một điều gì đó sau cô nhẹ giọng nói bác lợi này bác có nghe về mấy chuyện Ma đói nhập vào người chết khi nào chưa? Nó nhập vào xác người rồi sau đó ăn uống sinh hoạt như người sống ấy. Nghe, tôi có nghe mấy chuyện như vậy. N nhưng mà sao? Có chuyện gì mà tự nhiên cô hỏi về vấn đề ấy? Em, em nghĩ là bà cụ nhà này bị con ma con quỷ nó nhập vào rồi bác. Rõ ràng mấy hôm trước còn ốm liệt giường. Đến ăn uống đái ỉa còn phải còn cháu lo cho. Vậy mà tự dưng ba hôm nay bà cụ ăn khỏe lắm mỗi ngày ăn đổ ba bữa, mỗi bữa ba bát cơm vẫn kêu không no. Rồi từ đấy tới nay cũng không thấy đi nặng đi nhẹ gì cả. Hè, hey, cái đấy thì cũng đâu dám chắc mà cô lại nghĩ như thế. Người già xưa nay ốm đau thất thường, mà nếu lo lắng, sao cô không mời thầy về thăm khám xem bà cụ có sao không? Làng bên cũng có tay thầy tốt lắm, cô muốn thì tôi chỉ sang bên đó cho. Nghe bà lợi nói cô Duyên thở dài bất lực đàn lắm bác ạ, à, bác còn lạ gì tính lão thi nhà em nữa. Em nói già có bao giờ lão ấy nghe đâu. Không bị lão đánh chửi cho là may mắn lắm rồi. Nhìn vẻ mặt người đàn bà vừa nói vừa buồn rười rượi, bà lợi cũng có đôi phần cảm thông, bởi xung quanh đây ai mà không biết hoàn cảnh đáng thương của cô duyên. Gia đình nhà chồng thì cũng không phải là khó khăn lắm. Lão thi vốn là công nhân đi bốc gạch thuê cho một cơ sở sản xuất lớn trên huyện. Tuần làm mấy buổi, chỉ khi nào xe về đón gã mới đi, nhưng tiền công cũng kiếm được không ít. Vì thế mà nhà ấy vẫn có cái ăn cái mặc, không phải chạy vậy từng bữa như nhà người khác. Nhưng cả nhà bà Thuấn từ mẹ chồng tới chồng rồi hai vợ chồng anh chị chồng đối xử với cô Duyên thì thật là hà khắc. Cũng bởi cô Duyên vốn con nhà nghèo lại từ nhỏ không được học hành không biết chữ nghĩa bất chấp việc cô đã sinh được hai thằng con trai kháu khỉnh cũng không tránh khỏi việc bị nhà chồng coi khinh khẽ nói giọng đồng cảm bà lợi hỏi thế rồi cô muốn mượn mấy ảnh để làm gì không phải là cô định chụp hình bà cụ rồi mang lên chùa cho ông sư gì trên ấy xem chứ dạ vâng đúng rồi bác em nghe nói trên ấy có ông sư gì giỏi lắm nhìn ảnh là biết người trong ảnh là người hay ma Em định là nhờ người mang lên giúp Chứ em đi làm sao được Ê, hey, Bất đặc dị em phải lén lút như thế Chứ em thấy ánh mắt bà cụ Nhìn hai đứa nhỏ nhà em cứ hau hau Khiếp quá bác ạ à. Buổi trưa hôm ấy cô Duyên trở về nhà Với một bao ốc tò vật vã Và sáng ngày hôm nay Sau khi từ nhà ông bà Hồng Lợi về Cô đi sang nhà anh Quyết cùng làng theo lời chỉ dẫn của bà Lợi để ngỏ ý nhờ chụp giúp tấm ảnh sau đó cô duyên đi thẳng ra bờ sông bắt ốc bắt cá bởi từ nhỏ không học hành lại vốn giá người nhỏ bé không có sức khỏe như người khác nên ngoài những khi làm việc đồng áng cô duyên chỉ biết đi bắt ốc con nhái bán lấy tiền thêm vào sinh hoạt gia đình tuy không có được là bao nhưng cũng thoát khỏi cái cảnh bị người ta nói ăn bám chồng con cũng không phải là cô duyên chưa có thử làm ăn gì Đợt mới về làm dâu nhà bà Thuấn, cô cũng đi theo bà chị dâu với mấy người hàng xóm học buôn bán, nhưng bản tính thật thà lại không được tinh danh, nên chỉ sau vài buổi cô Duyên lại nghỉ. Làm qua làm lại mấy công việc khác nữa, sau cùng cô lại quay lại công việc mỏ cua bắt ốc. Quay lại câu chuyện của bà mẹ chồng cô Duyên. Chuyện phải kể lại vào hơn một tuần trước, bà cụ Thuấn khi ấy đột nhiên ốm nặng. Tuổi già đau ốm liên miên nên con cháu cũng cho là điều bình thường. Bản thân bà Thuấn cũng không phải là bây giờ mới đổ bệnh. Trước đó bà cũng cứ ngày khỏe ngày ốm đan sen. Thế nhưng đợt bệnh lần này cô Duyên cảm thấy bà mẹ chồng mình khác lắm. Chính tay cô là người chăm sóc, cơm nước vệ sinh cho bà cụ nên cô nhận thấy những điều khác lạ đó. Cô nhớ rõ hôm ấy khi cô đang lối hối ngồi thái cái thân cây chuối ngoài sân chuẩn bị nấu nồi cám lợn. Đúng lúc ấy, thằng Hiếu còn cô chạy ra nói. Mẹ ơi, bà, bà làm sao đấy mẹ? Thấy đứa con vẻ mặt hốt hoảng chạy ra nói, cô Duyên mỉm cười trấn an. Không có chuyện gì đâu con, chắc bà đang ngủ thôi. Lúc sáng mẹ có mang cháo vào, thế bà vẫn cựa mình mà. Không đâu, mẹ, mẹ vào xem đi, C con thấy bà lạ lắm. Mồm bà há ra, lưỡi bà lại thụt vào, mà chân tay bà lạnh toát, cứng đờ, trông sợ lắm mẹ ạ. Nghe đứa con nói tới như vậy, cô Diên cũng trột dạ, vất đống chuối thái dở ngổn ngang tại chỗ. Cô Diên chạy vào trong nhà. Trong đầu cô đang đinh ninh rằng bà cụ đã đi rồi, bởi những biểu hiện mà thằng Hiếu nói thì chỉ có thể là của người chết mà thôi. Cô chạy vào nhanh, không quên liếc chiếc đồng hồ trên tường để nhỡ mà sau ai hỏi thì còn biết bà cụ ra đi từ khi nào. Vào tới phòng bà cụ Thuấn, một cảm giác lạnh lẽo cùng mùi ngai ngái sọc vào mũi khiến cô Duyên có đôi chút rùng mình. Bà cụ đang nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà, đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt bà mẹ chồng. Cô Duyên thấy đôi mắt bà đang nhắm hờ. Chỗ hé mở ấy chỉ còn thấy một màu trắng dã, Miệng bà cụ thì đang há ra Nhìn khô khốc Chịt lưỡi thụt lại vo tròn bên trong Hàm răng chỉ còn một hai cái Đen sì cắm xiên xẻo Trên vành lợi đã tái nhợt Nơi đầu giường Bắt cháo lúc sáng cô Duyên mang lên Đã lạnh ngắt từ khi nào Nút nước bọt đánh ực một cái Cô Duyên gión rén Đưa tay sờ vào tay bà cụ Khi vừa chạm vào tay bà Thì một cảm giác giá lạnh truyền từ cánh tay bà sang khiến cô khẽ sờn ra gà sau vài câu gọi rồi lay mạnh mẹ mình mà không thấy bà đáp lại cô diên chạy nhanh ra khỏi phòng cô sang bên nhà vợ chồng hai anh chị báo tin đồng thời cũng nói cho mấy người già trong họ biết nghe tin bà cụ thuấn đang đổ bệnh nặng đã ra đi mọi người cũng nhanh chóng mà chạy sang ấy nhưng chớ trêu thay khi mà hai vợ chồng nhà anh chị Cùng với vài người cao tuổi trong họ tới Thì lại thấy bà cụ đang ngồi lù lù trên giường Không những thế, bà còn đang cầm bát cháo Thè dài cái lưỡi, vụt đầu vào liếm láp chút cặn cháo còn vương lại trên bát Sau đấy thì không cần phải nói Cô Duyên bị hai vợ chồng anh chị nói cho một trận không ra gì Rồi mấy người trong họ cũng buông lời trách mắng Mắng chửi chán chê, ai lại bỏ về nhà nấy tối hôm đó sự việc tới tai lão thi chồng cô hắn ta cũng chẳng nhiều lời mà đấm thùm thụp vợ mình mấy cái mặc kệ cho ánh mắt sợ sệt của hai đứa con nhỏ không hiểu chuyện đang trơ ra nhìn câu chuyện ngày hôm đấy tưởng như thế là xong nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau nữa kể từ ngày hôm đó bà cụ thuấn ăn khỏe lắm bà cũng chẳng nói chuyện với con cháu câu nào thì tới bữa ăn thì cô Duyên mang cơm lên cho bà ăn. Ăn xong một bát thì bà đòi bát thứ hai, xong lại bát thứ ba. Bà cụ ăn nhiều tới nỗi cô Duyên phải nhường bớt suất cơm của cả nhà cho bà. Nhưng kinh sợ hơn là cô thấy miệng bà mẹ mình đang lú nhú mọc ra những cái chân răng. Trông như là của bọn trẻ con mọc răng sữa vậy. Răng bà không còn cái màu đen xì như trước nữa mà nó đang dần ngả sang trắng quá sợ hãi khi thấy một màn như vậy cô duyên bèn nói với chồng mình cứ nghĩ rằng lão sẽ nghe lời mình nói mà chú ý tới sức khỏe của bà mẹ nhưng thay vào đó lão lại chửi mắng thiếu nước đánh cho cô một trận mà thôi không đành lòng để mọi chuyện xảy ra như vậy cô duyên về nhà mẹ đẻ hỏi han sau cô được biết tình trạng của bà mẹ chồng mình rất có khả năng là bị ma đói chiếm xác rồi bố mẹ cô bày cách chụp ảnh bà cụ mang ảnh lên chùa cho sư trụ chỉ nơi ấy xem chính vì thế mà bây giờ nhân lúc ông chồng tới ngày đi theo xe lên huyện bốc gạch không có nhà anh chị chồng hôm nay cũng đi làm hết cô duyên mới nảy ra ý tưởng sắp xếp cho quyết tới để chụp hình bức ảnh mẹ chồng mình đang lôi hối trong bếp chuẩn bị cơm nước cho bà mẹ thì có tiếng người gọi ngoài cổng Chị Duyên ơi! Chị Duyên! Có nhà không chị Duyên ơi? Ngó mặt ra bên ngoài, nhận thấy người tới là Quyết. Cô Duyên chạy ra chào đón. Vào! Vào đi Quyết! Tôi chuẩn bị hết đây rồi, còn chờ chú tới nữa thôi. Trước mặt cô Duyên lúc này là một người đàn ông tuổi ngoài 30. Trông anh ta cao giáo, ăn mặc lịch sự, trên cổ đang đeo một cái máy ảnh đen xì to chẳng. Quyết cũng không phải là người học hành chụp ảnh gì, chỉ là đợt đó lên trên thành phố, thấy người ta bày bán cái máy chụp ảnh rẻ quá, sẵn tiện mua luôn về quê hành nghề. Hai người bước dần vào bên trong nhà, do mọi chuyện cũng đã nói qua từ trước, nên cô Duyên lúc này mới chạy đi lấy mâm cơm bê lên. Ôi sao, bà cô ăn nhiều như thế này cơ hả chị? Nhìn mâm cơm với cả bát ô tô đầy vập, rồi còn thêm mấy quả trứng luộc quyết hỏi với giọng ngạc nhiên thấy vẻ mặt của quyết như vậy thì cô duyên cũng chỉ mỉm cười rồi đáp thế này còn ít thế cậu bây giờ chị bảo nhé cậu cứ đứng ngoài cửa đừng đi vào chờ cho bà cụ ăn rồi hãy chụp phân phó xong xuôi cô duyên từ từ bước tới cánh cửa phòng mẹ gõ cộc cộc hai cái cô nói bà dậy chứ ạ à? con mang cơm lên cho bà đây Đoạn có vẻ như đã quen với việc này. Dù chưa nghe thấy lời đáp lại, nhưng cô Duyên đã đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong. Lúc này bà cụ Thuấn đang nằm quay mặt vào trong. Thấy người mang cơm tới thì nhỏm ngồi dậy. Bà quay mặt ra ngoài. Trong cái ánh sáng lờ mờ nơi phòng tối, thân hình một bà lão với mái tóc dài trắng xám đang rủ xuống, che kín phần lớn khuôn mặt. Lấp ló sau mái tóc rối bù, là gương mặt hồng hào, béo núc, trên môi bà cụ đang nở nụ cười kỳ dị, ra chiều thỏa mãn. Mâm cơm trước mặt, bà Thuấn cũng chẳng nói lời nào, bà thò tay bốc lấy quả trứng tống luôn vào trong mồm mà nuốt chừng. Hai tay bà vục vào tô cơm bốc lấy bốc để, miệng nhai nhồm nhoàm, không khác gì con ma đói ma khát. Bỗng đâu một tia ánh sáng từ bên ngoài lóe lên rồi tắt ngấm. Theo sau đó là một tiếng tạch vang lên. Bà cụ Thuấn đang ăn thì dừng lại. Bà quay ngoắt mặt ra. Rồi đột nhiên bà ngã ngửa ra sau. Cơm nước rời vãi tung tóe. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy À? Có đôi chút kinh sợ. Cô Duyên lao nhanh tới đỡ lấy bà mẹ. Anh Quyết bên ngoài thấy thế thì cũng lao vào bên trong. Nhưng hai người vừa chạm vào người bà cụ thì chết sững lại bởi lẽ toàn thân bà cụ lúc này đã lạnh lẽo cứng ngắc. Cô Duyên còn nhận thấy những thớ thịt trên người, trên mặt bà cụ đang dần biến đi đâu mất. Toàn thân bà lúc này chỉ còn là một nhúng da bọc xương. Đôi mắt bà trắng dã, đồng tử co rút, miệng há lớn, đôi gò má nhô cao, chỉ còn lại chút da đang ép chặt xuống. Quá kinh khủng trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Cô Duyên cùng anh Quyết sợ hãi hét lên mà chạy ra khỏi nhà. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Có, có người chết! Có, có ma! Có ma mọi người ơi! Vậy là cái thông tin bà cụ Thuấn chết nhanh chóng được lan ra cả con xóm nhỏ. Con cháu họ hàng bà cụ không bằng cách này thì cách khác cũng nhanh chóng được thông báo rồi kéo nhau về chịu tang. Sự việc cái chết kỳ dị của bà cụ Thuấn được kể lại xen kẽ với nhiều tình tiết rùng rợn đặc biệt là chỉ tới chiều tối xác bà cụ đã trưng phành lên mùi hôi thối bốc ra nồng nặc nơi đặt xác bà đã bắt đầu có nước ngấm xuống tanh hôi không thể ngửi được phải sau khi người ta cho xác bà cụ vào trong quan tài lúc này đám con cháu mới miễn cưỡng có thể lại gần mà bắt đầu than khóc tối hôm ấy tại nhà ông bà hồng lợi lúc này bà Lợi đang thu dọn lại mâm cơm. Nghe tiếng kẻn chống đám ma vọng sang từ nhà hàng xóm, bà Lợi nói. Khiếp quá ông nhỉ, vừa mới sáng nay cô Duyên còn sang đây nói chuyện về bà cụ Thuấn xong. Không ngờ, à, lại là ma nó nhập xác thật, mà không biết cái giống ma đói này nó ở đâu ra nữa. Đang ngồi nhấp chén nước cho xuôi cơm, nghe vợ hỏi vậy thì ông Hồng cũng nói. Tôi nghĩ là nó ở cây si già đầu ngõ thôi. Cây si ấy thời các cụ đã nổi tiếng là lắm ma nhiều quỷ. Như ông cụ nhà mình kìa. Ngày trước đi về đêm qua đó còn bị con ma trâu. Nó trêu cho chạy té khói đít ra. Cái việc ma đói ma khát nó nhập vào người. Thì thời đó không có hiếm. Chỉ không nghĩ là bây giờ nó vẫn còn mà thôi. Đoạn như nghĩ ra chuyện gì đó. Ông quay qua bà vợ. Cùng với thằng cô Đạt nói hai mẹ con nhà bà dọn dẹp xong thì cũng sang đấy một chút cho nó có con người thằng đạt cũng lớn rồi xem mặt tiếp nước tiếp non giúp nhà cô chuối ê hey, tôi phải đi tắm rửa kìa đã đi làm về là sang bên đó luôn nào đã tắm gội gì đâu thằng đạt đang ngồi hóng câu chuyện của bố mẹ nó thấy bố nói vậy thì nó mừng ra mặt bởi xưa nay ông bà có mấy khi cho nó đi ra ngoài ban tối đâu nhất là lại đi đám ma như thế này nó hí hừng vâng dạ đáp lời bố, mắt thì liếc liếc qua con Lan em gái mà nháy nháy. Trong đầu đã đang hình dung ra những trò nghịch ngợm với đám trẻ con trong xóm. Chỉ một lát sau hai đứa nhỏ đã lẩn ra khỏi cửa, chúng băng qua khoảng sân nơi hông nhà, nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối trước mặt. Nhà bà cụ Thuấn ở cách nhà chúng một khoảng chừng 300 mét, nhưng ở thôn quê đường ngang lối tắt nhiều nên hai đứa nhỏ cũng không phải đi cả một đoạn đường dài như thế chúng ra khỏi cổng sau đi chừng mấy mét là nhảy vào vườn nhà bà cụ đất nhà bà thuấn rộng lắm thấy người lớn nói ngày trước thời các cụ nhà ông bà ấy làm địa chủ trong làng cho nên đất cát không thiếu đến đời ông bà thì hầu như cũng bán rồi bị thu hồi hết cả nhưng phần còn lại thì vẫn bằng cả chục nhà bình thường cộng lại Khu vườn nhà bà cụ Thuấn được bao quanh bởi một hàng rào cây mây leo đan xen vào nhau chẳng chịt. Trong vườn lúc này tối om, không gian bốn bể vắng lặng, chỉ nghe tiếng xào xạc của những tán lá bạch đàn va vào nhau lảo xạo. Rồi tiếng kèn chống đám ma phía trước nhà vọng tới, nghe có đôi chút rờn rợn. Hai anh em đạt nương theo ánh sáng hắt tới từ sân trước, chúng nó cứ thế mò mẫm đạp lên đám lá khô, vạch bụi rậm mà bước đi đi được một lúc đám người lố nhố ánh điện đỏ lòm từ trong sân nhà đám đã ở ngay trước mặt hai đứa bỗng đâu đạt cảm giác thấy vạt áo mình đang bị con em gái túm lấy mà giật giật sau đấy là giọng của cô em vang lên anh đạt anh đạt ai kia anh dừng chân lại đạt đưa mắt nhìn về nơi đứa em đang chỉ chỉ thấy nơi gốc si cổ thụ lờ mờ sau hàng rễ đang rổ xuống có một thân người đứng đó đó là một bà lão với cái lưng còng mái tóc bạc trắng xõa xuống thân hình bà ta như đang phát sáng ẩn hiện chớp tắt trông rất ma mị bên cạnh bà lão là một người với thân hình cao lớn nói là người nhưng cũng không phải là người bởi lẽ kẻ ấy mang hình dáng tay chân của con người nhưng cái đầu của hắn lại là đầu con trâu chán có hai cái sừng nhỏ như cổ tay người lớn, cong vút lên về phía sau. Kẻ đó dường như cũng đã phát hiện ra hai anh em đứa bé. Hắn đang đưa đôi mắt xanh lét nhìn về bên này. Vì mới chỉ là một thằng nhóc hơn 10 tuổi, nên Đạt cũng không có nhận thức được đầy đủ về những điều kinh dị hay nỗi ghê sợ trong bóng tối có thể mang tới. Rồi cũng chưa kịp trả lời đứa em, thì tiếng hét thất thanh của một người đã vang lên ôi trời ơi có ma có ma mọi người ơi hồn hồ ma bà cụ thuấn hồn hồ ma bà cụ thuấn hiện về rồi sau đấy là tiếng bước chân người chạy huỳnh huỳnh phía trước kẻ đấy vừa chạy được vài bước thì ngã nhào lồm cồm bò lên hắn lại cắm cổ nhằm vào trong sân mà chạy lấy làm hiếu kỳ nhưng hai anh em đạt cũng không để ý lắm quay lại nhìn phía gốc si đạt không còn thấy bóng dáng hai người lạ mặt đâu nữa lúc này ở trong sân đám người già trẻ đang cười nói rôm rả dạ, thì bỗng nghe chi hô hồ có hồn ma bà cụ thuấn hiện về ai ngồi ấy cũng dựng tóc gáy bởi cái chết kinh dị của bà cụ được đồn đoán là có ma nhập xác nên ai nơi này cũng cho rằng con ma ấy vẫn còn luẩn quẩn đâu đây nay nghe có người nói như vậy thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi ấy Tiếp sau là một bóng người siêu vẻo, vừa chạy từ ngoài vườn vào vừa la hét. Được vài bước chân lại ngã rúi rủi xuống. Chính là một gã tầm say, người gã đang nồng nạc mùi rượu. Có lẽ gã đi ra ngoài ấy để giải quyết nỗi sầu, thì gặp hồn ma bà Thuấn. Kinh sợ quá mà chạy vào luôn, đến khóa quần cũng chưa kịp kéo. Gã say vừa chạy vào đến nơi thì đám người trong sân lại trố mắt ra nhìn khi phía sau dần xuất hiện bóng hai đứa nhỏ là hai anh em thằng cô Đạt. Này cái thằng điên này, mày uống quá say quá để nhìn gào hóa quốc đấy hả? Hai đứa còn nít kia mà mày kêu ma với quỷ gì? Gã đàn ông lúc này cũng đứng ú ớ, bởi thực tình gã cũng không rõ là vừa nãy mình nhìn nhầm hay chính xác là thấy hồn ma bà cụ Thuấn nữa. Rõ ràng là bà Thuấn đang đứng nơi gốc si, mắt sáng quắc như hai bóng đèn, nhìn hao háu vào trong sân. Bên cạnh bà cụ, gã còn nhìn thấy một con ma đầu trâu to lớn, mũi nó đang thở ra những tiếng phì phì, nghe rợn cả người. Sau một vài câu nói, đám người nơi ấy cũng chẳng bận tâm tới vẻ mặt khó hiểu của gã say kia nữa, ai lại vào việc người ấy. Trên trời những cơn gió lạnh bất chợt thổi tới, gió dần mạnh lên khiến tấm bạt dù mắc ngoài sân tung bay phần phật. Những ngọn nến thấp nơi bản vong cứ chập chờn trao đảo như sắp tắt. Rồi trên ngọn cây si giả, tiếng con chim lợn chó mỏ sang bên này mà kêu lên ba tiếng en éc. Buổi tối hôm đó bên nhà người con trai cả của bà cụ Thuấn, mấy anh em với người già trong họ cũng đang ngồi tụ tập họp bàn một số chuyện lại nói vợ chồng ông bà thuấn có với nhau đến tám mặt con nhưng chỉ có hai trai còn lại là sáu cô con gái hai vợ chồng cô chú thi duyên là út người anh còn lại tên thông coi như là trưởng của gia đình lúc này tiếng bác thông nói các cô các chú xem như thế nào mà ngoài việc đưa mẹ ra đồng thì cũng cần phải có người đi sang thầy xem mẹ mất là lành hay dữ gì cho cái chuyện người chết vào giờ nào Thì phải xem cho cẩn thận Không lại thành ma thành trùng về bắt con cháu đi hết Bác Thông đang nói tới đó Thì giọng một bà cô cắt ngang Này này Chú Thông Chú nói thế là có ý gì hả Xem xét cái gì Ma quỷ cái gì Tôi là tôi cấm Không có ai đi xem xét gì hết cả Vớ vẩn Người vừa lên tiếng là bà chị cả trong nhà Sở dĩ bà ta nói như vậy là do thỏa còn sống, bà cụ Thuấn cùng với một vài người còn có theo đạo. Loại đạo này cũng có tín ngưỡng riêng của họ. Họ tin rằng khi chết, linh hồn của con người sẽ cũng đi về với thế giới trong đạo của họ. Và nếu người chết mà bị trấn yểm mô mả thì sẽ không thể thoát ra để về nhà hay đi đầu thai được. Chính vì thế mà ngay khi nghe thấy bác thông nói tới ma quỷ, người đàn bà này đã lên tiếng phản bác. Kẻ bạc suốt, bác cũng phải hiểu cho các em chứ. Bây giờ các cô lớn bé để đuổi lấy chồng rồi, mọi người phải hưởng phận nhà chồng. Còn nhà em với nhà chu thì đây, thì làm sao mà xém nhẹ chuyện này được. Thế rồi cuộc họp bàn của mấy anh chị em nhà này cũng nhanh chóng trở thành cuộc cãi vã mấy ông già trong họ ngồi đấy cũng không có tham gia ý kiến điều gì chỉ biết lắc lắc đầu đêm hôm ấy đám người thân con cháu của bà cụ thuấn thay nhau túc trực bên quan tài bà cụ đây vốn là phong tục có từ lâu đời để lại đám trẻ ngày nay nhiều người biết là phải thức canh quan tài của người nhà nhưng cũng không mấy người biết là vì sao lại phải làm như thế có người thì muốn gần người đã khuất thêm một chút có người là để làm tròn đạo hiếu nhưng cũng có người thức để canh chừng những điều không sạch sẽ xảy tới người ta vẫn đồn thổi nếu xác chết để cho mèo đen nhảy qua thì sẽ sống dậy thành quỷ nhập tràng lúc ấy không chỉ người thân của người đã khuất mà ngay cả những người xung quanh không cẩn thận cũng sẽ bị bắt đi theo rất may đêm hôm ấy và cả sáng hôm sau không có vấn đề gì xảy ra với đám ma bà cụ thuấn mọi việc cũng cứ như vậy trôi qua tuần đầu của bà cụ người dân trong xóm cũng dần quên đi cái chết có phần kinh dị của bà hôm ấy tại nhà của một người ông thầy bên làng bên nơi đây từ sáng sớm đã chật ních người ai ngồi trong này cũng chăm chú lắng nghe thầy phán dù không phải là việc nhà mình nhưng cũng mong qua đó biết được nông sâu của thầy tới gần trưa khi đám người dần thư dần một người đàn bà với thân hình gầy gò bước lên. Dạ, dạ con, con sao thầy ạ? Vừa nói người đàn bà vừa đặt vào trong cái đĩa trước mặt thầy mấy tờ tiền. Người đàn bà này không ai khác chính là cô Quyên. Sau tuần đầu của bà cụ Thuấn, cô Quyên được người nhà giao cho nhiệm vụ sang bên này tìm thầy xem. Xưa nay cô luôn bị đám người thân coi thường, nhưng lần này suy đi tính lại, muốn bí mật qua mặt mấy bà cô già thì cô Quyên lại là người phù hợp nhất. Liếc liếc mắt vào chiếc đĩa, ông thầy gật gật đầu ra chiều hài lòng. Đoạn ông nói, Sao? Thế nhà chị muốn xem vấn đề gì? Thầy, thầy xem giúp nhà con xem, bà mẹ chồng con vừa mất có vào giờ xấu không ạ? À? Còn, còn con mang ảnh bà cụ sang đây. Vừa nói cô Quyên vừa đưa cho ông thầy xem tấm ảnh bà cụ Thuấn, vừa đưa tay cầm lấy tấm ảnh ông thầy khẽ nheo mắt đoạn ông nói ừ bà lão này chết trùng rồi trùng nặng đấy không nhanh mà xử lý đi khéo lại về bắt hết con cháu để mất thầy vậy bây giờ nhà con cần phải làm những gì à mong thầy giúp cho nhà chị có thể làm một cái huyệt giả đổ tỏi xuống đó dùng thần chú bắt quái trận đồ trấn âm trạch rồi sau đó lấp đi khi chôn người chết ở huyệt mộ chính không làm lễ lớn tiến hành vào ban đêm thật lặng lẽ Ơ, ờ, thế, thế nhưng mà thưa thầy bà cụ nhà con đã qua tuần đầu rồi ừ, vậy sao cái này cũng dễ thôi để lại địa chỉ cho ta một vài ngày tới ta sẽ qua nhà làm lễ rồi trấn điểm cho nhà chị nghe lời thầy nói như vậy cô quyên có chút do dự bởi lẽ nếu để ông thầy tới ắt sẽ làm rùm beng lên như thế thì mấy bà chị chồng cũng sẽ biết không cẩn thận mấy người đó lại tới làm hỏng chuyện mất nghĩ ngờ một lúc cô duyên rụt rè hỏi lại thầy thầy cho con hỏi ngoài cách chấn yểm đó ra thì liệu còn cách nào nữa không ạ à? thu thật với thầy nhà con cũng không phải ai cũng đồng ý chuyện này bởi cũng có người theo đức mẹ nữa ngay cả bà cụ đây cũng vậy ạ à? Cái nhà chị này hay thật đấy Cách này không được Cách kia cũng không xong Thôi được rồi Cách thì bây giờ vẫn còn Nhà các người có thể mang vong lên chùa nhốt lại Nhưng làm cách này cũng có sơ xuất Bởi nếu con cháu ở nhà Chỉ cần thắp nhang khấn vái Đọc tên bà cụ Thì vong chết trùng lại quay về nhà Vậy nên theo ta Cứ phải chấn niệm Sau trục quỷ trùng ra khỏi cái vòng Như vậy mới là ổn nhất Ngồi một lúc nghe thầy dặn dò xong xuôi, cô Duyên cũng đứng dậy chào thầy ra về. Mấy ngày sau đó vào một buổi tối mưa gió, tại nhà bà cụ Thuấn lúc này, ông thầy sau khi lễ bái xong liền quay qua phía hai anh em nhà bác Thông cùng chú Thi mà nói. Quanh nhà này, ta đã trấn niệm rồi. Nhưng cái điều cốt lõi là phải trấn niệm nơi huyệt mộ của bà cụ. Vậy nên các anh chị dẫn đường cho ta ra nơi ấy. Đám con bà cụ Thuấn nghe thầy nói vậy, thì nhanh chóng chuẩn bị lễ lạt gói ghém các thứ cẩn thận để tránh bị mưa ướt. Xong xuôi đâu đấy toán người kéo nhau đi. Ngoài đường lúc này mới có gần 10 giờ tối, nhưng do trời đang mưa nên vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Xung quanh chỉ có tiếng hạt mưa nện xuống nền đất nghe rào rào. Âm thanh càng trở nên ma mị khi đám người tiến tới gần nghĩa địa của làng. Ngay từ cổng nghĩa địa, đập vào tầm mắt đám người là các gò đất ngổn ngang, cái cao, cái thấp. Phần lớn huyệt mộ nơi này vẫn là những ụ đất đắp cao lên, nhà ai có điều kiện lắm mới xây mộ gạch. Tuy là trời mưa, nhưng mùi hương nến vẫn còn thoang thoảng, kèm với đó là mùi ngai ngái, cái lạnh lẽo của nơi âm khí tích tụ khiến cho ai cũng cảm thấy dùng mình. Đi sâu vào trong nghĩa địa một lúc, đám người dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp. Xung quanh vẫn còn những vòng hoa chất đống, hương nhang vàng mã, cái cháy rụi, cái còn nguyên vẫn cắm chi chít ở đó. Thầy, tới rồi thưa thầy. Mộ như thế này, thì chậm nhất ba tháng nữa, nhà anh chị lại có người phải chết. Cũng may cho nhà anh chị đã tìm tới tà sớm, nếu không sẽ chẳng ai có thể cứu được nhà các người đâu nói xong câu ấy ông thầy bắt đầu làm việc của mình mấy người nhà chú thi dùng ô rồi phong bạt che cho thầy cùng với đồ lễ khỏi ướt giữa đêm khuya thanh vắng nơi nghĩa địa vang lên những tiếng rầm gì khấn vái chốc chốc tiếng mõ tiếng chuông đinh đang lại vang lên khiến mấy kẻ yếu bóng vía nghe thấy chắc cũng rơi tim ra khỏi lồng ngực một lúc sau khi mưa đã ngớt thì cũng là lúc ông thầy xong việc. Ông đi bốn phía xung quanh huyệt mộ, kêu người nhà đào ra bốn lỗ đất lớn, đoạn nhét và mỗi hốc đất đó một túi vải gấm màu đỏ. Bên trên túi gấm được thêu những phù văn loằng ngoằng không ai hiểu. xong xuôi đám người lại lấp đất lại như cũ. Về thôi, mọi chuyện coi như đã xong. Nhớ là không ai được bỏ những thứ tật trấn niệm tại đây ra ngoài. Nếu không nhà các người sẽ có người chết đấy. Đám người nhà vâng dạ, sau đó lần lượt kéo nhau ra về. Trong lòng ai lúc này cũng thấy sợ sệt. Họ cảm giác như đang có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đang đứng trong bóng tối kia mà dõi theo từng hành động của mình vậy. Khi đám người đi khuất thì bất chợt trong một ngôi mộ gần ấy bước ra hai bóng đen. Màu đen tối nơi nghĩa địa dày đặc nên không thể nhìn rõ mặt mũi chỉ thấy hai bóng đen ấy đứng dõi theo phía sau đám người nhà bà thuấn sau đó lặng lẽ tiến lại gần ngôi huyệt mộ hai kẻ lạ mặt nhẹ nhàng đà bốn lá bùa trấn yểm vừa được ông thầy chôn xuống lên khi mà lá bùa cuối cùng được đưa ra một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến mấy bụi cây gần đó rung rinh lay động cơn gió mang theo một làn hơi lạnh lẽo phả vào hai kẻ lạ mặt khiến tân hình chúng run rẩy hai bóng đen xong việc cũng nhanh chóng dạo bước mất hút dần về phía ngôi làng hai kẻ ấy không biết rằng bóng chúng vừa khuất thì dưới huyệt mộ bà thuấn thân hình bà cụ lưng còng với mái tóc bạc phơ từ từ chui lên bà nheo nheo đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người vừa đi khỏi bên cạnh bà lão một dáng người cao lớn với cái đầu chim cùng đôi mắt sáng quắc xanh lẻ to như mắt con trâu mộng, đã đứng đó từ bao giờ. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi bán xong mẻ ốc mới mò được trong ngày, cô Duyên trở về nhà. Lúc này, chồng cô, Lão Thi, cũng từ trong nhà bước ra. Thấy bóng cô xuất hiện, Lão nói, Cô hôm nay ở nhà, trong cửa nẻo cẩn thận. Tối đêm nay lên trên huyện có chút chuyện, không có về đâu ngập ngừng toan hỏi chồng lý do nhưng lời nói ra tới miệng cô duyên lại nuốt vào bên trong cô nghĩ nói ra rồi cũng chẳng làm được gì không khéo còn bị chồng đánh mắng thêm mấy ngày qua dù có rất nhiều chuyện muốn nói cùng chồng nhưng cô lại không dám cô nghe người làng đồn thổi rằng chồng cô đang cặp kè với một em nào đó trên huyện gần tại nơi xưởng gạch của hắn ta làm nhìn áo quần trải chút bóng bẩy của chồng bây giờ cô duyên cũng lờ mờ đoán được việc bận của gã chồng mình đêm nay là gì rồi tuy cô duyên cũng không lấy đó làm suy nghĩ hay để tâm quá nhiều bởi thực ra tình cảm của cô bây giờ cũng chỉ còn là cái nghĩa vợ chồng cố gắng sống qua ngày cũng vì con cái chỉ mong sau này chúng nó lớn lên không thua thiệt bạn bè có đủ bố mẹ khi ấy biết đâu cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt hơn. Bỏ qua cái tin đồn không mấy tốt đẹp kia về chồng mình, điều cô Duyên lo lắng lại là một chuyện khác. Gần đây cô cảm giác như có thứ gì đó đang qua lại, lục lọi tìm kiếm trong nhà mình vậy. Mỗi đêm cô giật mình tỉnh dậy, những âm thanh tiếng động lạ cứ vang vọng khắp căn nhà. Sợ rằng nhà mình có trộm đang dòm ngó, cô cũng đã có lần nói với chồng nhưng lại bị gã gạt phăng đi hắn nói cô chỉ ăn nói linh tinh vớ vẩn buổi tối hôm ấy ba mẹ con nhà cô duyên ăn uống xong xuôi thì cũng đóng cửa cài then chặt chẽ nằm du hai đứa con nhỏ một dạo thì chúng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó do quá mệt mỏi nên cô duyên cũng dần thiếp đi cũng không rõ là sau bao lâu cô duyên giật mình tỉnh dậy bởi bên tai lúc này đang văng vẳng nghe như có những tiếng đập bạch bạch bên ngoài âm thanh nghe như tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh quá bung ra cô toan dậy tiến ra đóng cửa nhưng rồi lại không dám bởi hình như là có ai đó đang đi lại ở trong nhà mình loạt soạt loạt soạt rõ ràng là tiếng bước chân đang đi đi lại lại cô duyên có thể cảm nhận thấy kẻ ấy đang đi dần từ ngoài vào tiếng bước chân dừng lại rồi sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng nghe như bàn thờ các cụ nhà cô đang bị kẻ ấy đập phá rồi lại có âm thanh tiếng cười khanh khách vang lên tiếng cười cùng tiếng bước chân ngày càng rõ kẻ đó đang tiến lại gần nơi cô nằm tiếng cánh cửa phòng cô được mở ra kẽo kẹt cô duyên chết đứng người khi nhìn thấy gương mặt của bà cụ thuấn đang đứng ngoài cửa vẫn là bà cụ thuấn nhưng vẻ mặt bà lúc này nhìn khác lắm tuy ngày còn sống bà cụ cũng không có hiền từ gì nhưng bây giờ trông bà còn nanh ác hơn gấp bội đôi mắt thì ánh lên sắc xanh nhọn nhợt đôi môi thì đỏ tròn chót như máu bà nhìn thấy cô con dâu của mình thì bỗng miệng nhoẻn ra cười tay bà nâng lên chỉ về phía cô khiến toàn thân cô duyên lạnh toát phía sau bà thuấn kẻ mình người đầu chim đứng đó hắn cũng từ từ đưa mắt lên nhìn vào cô duyên rồi bỗng bên ngoài cô tiếng trống nổi lên dồn dập hai bóng hình ấy cũng vì thế mà quay người bước đi lúc này cô duyên mới giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh một lượt mọi thứ vẫn im lặng không có gì xảy ra thấy chân tay mình đã lạnh toát, trên trán mồ hôi lại chảy ra đầm đìa. Cô Duyên khẽ thở hắt ra, kéo tấm chăn trùm kín đầu không dám ngủ tiếp. Buổi chiều ngày hôm sau, chồng cô, lão thi mới về tới. Vẻ mặt hắn ta tươi tỉnh hơn mọi ngày. Thái độ rồi cách ăn nói với cô Duyên cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Trong bữa cơm tối khi hắn được vài chén rượu ngà ngà, lúc này cô Duyên mới lựa lời nói ông này tôi có chuyện này không biết có nên nói ra với ông không dốc cạn chén rượu vào trong mồm lão thi nói có có chuyện gì có chuyện gì thì cứ nói ra xem nào úp úp mở mở nghe lão chồng nói vậy cô duyên mới nuốt nước bọt cái ực rồi mới dám nói tiếp hình hình như là mẹ gần đây về nhà đấy ông ạ à. đêm nào tôi cũng mơ thấy có tiếng sục sạo rồi bàn thờ gia tiên nghe như là bị đập phá tanh bành ít thế mà sáng ra lại thế mọi thứ vẫn nguyên vẹn cả như hôm qua đấy tôi còn nhìn thấy tận mắt mẹ mở cửa phòng mình ra bà còn, còn chỉ vào, vào mặt tôi cười nữa tôi lo lắm liệu ừ, là mơ hay thật hả ông ôi giời ơi tưởng là cái chuyện gì mơ với chả mộng nhô nhà nhô nhằng tôi nói cho cô biết từ giờ đừng có mà nhắc tới mấy chuyện ma quỷ trước mặt tôi nữa Lần trước nghe theo lời kịch lão thông Đã mất bao nhiêu tiền rồi Bây giờ đừng có mà lắm chuyện Nói xong hắn lại tiếp tục ngồi rót rượu uống Biết là có nói nữa cũng không thể lay đổi được chồng mình Bởi xưa nay gã vẫn luôn như thế Không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ gì cả Lần trước là do ông anh sắp xếp Nên mới có chuyện hắn để cô Duyên qua thầy xem Chứ bây giờ Đời nào hắn nghe theo lời vợ mình đang ngẩn ngơ ngồi suy tính thì tiếng lão thi lại vang lên. À phải rồi, tôi cũng nói cho cô biết, đừng có mà bếp xếp mấy cái chuyện này với cánh nhà lão thông đấy. Không thể đừng có trách mà thằng này, nhớ đấy. Xong bữa, hắn lão đảo đứng dậy, khoan khoái ngáp dài một tiếng rồi tiến vào trong giường nằm. Chả mấy chốc tiếng ngáy đều đều vang vọng cả căn nhà, sự việc ngày hôm ấy cô Duyên cũng không khi nào nhắc tới với ai, mà cũng từ buổi tối hôm đó, cô không còn mơ thấy bà mẹ mình. Nửa đêm cũng không còn những tiếng sục xảo đập phá hay những tiếng chiêng trống bên ngoài. Thấy mọi thứ lại trở nên bình thường như vậy thì cô Duyên cũng yên tâm được phần nào. Ngày hôm nay sau bữa tối, thằng Đạt thấy mẹ mình đang lối húi trong bếp, đun nấu một nồi gì to lắm Hiếu kỳ, nó lân la tới gần. Mẹ, mẹ nấu món gì thế mẹ? Sao con ngửi mùi thơm thế nhỉ? Tay vừa chất thêm củi vào bếp, bà lợi tươi cười nói. Tí nữa mẹ bảo, thì con chạy qua nhà cô Duyên, gọi cô với hai em sang ăn ốc nhá. Đây là ốc cô Duyên cho hồi chiều đó. Dạ, nhưng mà sao cô không để bán lại cho nhà mình vậy mẹ? thổi một hơi cho bếp lửa cháy bừng lên, bà lợi quay sang phía đứa con. Thỉnh thoảng bắt được nhiều, cô duyên vẫn mang sang cho nhà mình đấy. Mà số ốc này thấy nó nhỏ quá, người ta không có mua nên cô mang về ăn. Thằng đạt ngồi đó với mẹ nó một lúc, hỏi han chán chê cho hết trí tò mò. Sau nó đứng lên chạy sang nhà cô duyên. Chỉ một lúc sau đạt cùng cô duyên với hai đứa nhỏ con cô đang đi trên đường đi lại phía nhà ông bà Hồng Lợi. Cô Duyên dẫn lũ nhỏ đi tắt qua khu vườn sau nhà mình. Vừa tiết kiệm thời gian lại tiện thể tới bên cây bồng già, cô sẽ bẻ một ít gai bồng mang về khều ốc. Mặc dù bây giờ mới hơn 7 giờ tối, lại là tiết trời hè, ngoài ngõ xóm vẫn có ánh đèn điện, cùng với ánh sáng nhàn nhạt, nhạt của trăng non đầu tháng chiếu xuống. Thế nhưng trong vườn nhà cô lúc này, bốn phía xung quanh tối om như mực. Nếu không phải là người đã quen thuộc với đường đi lối lại, chắc cũng không có ai phán đoán được phương hướng mất. Mấy mẹ con cô cháu ép sát vào nhau, cô Duyên đi theo cảm tính vào sâu trong vườn. Chỉ cần xuyên qua cái vườn này là sẽ sang được con ngõ bên kia. Mấy người đi qua nơi cái chuồng lợn cũ từ thời các cụ để lại, bên cạnh cái chuồng lợn là một cái hố đựng phân được xây bằng gạch hình tròn như cái giếng nước nhưng to hơn và không có sâu cái hố này đã đựng đầy rác rưởi rồi lá khô cỏ dại sau mỗi lần cô dọn dẹp trong cái hố phân ấy sau mỗi một trận mưa xuống là nước lại được chứa đầy vì thế mà bây giờ rác thải đang phân hủy mũi bọ bay vo ve cái mùi thum thủm cũng bốc lên khó chịu không gian đang im ắng bỗng nhiên cô Duyên nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ góc vườn phía đằng kia. Âm thanh nghe như tiếng người đang vạch bụi rậm mà bước lại vậy. Chột dạ cô Duyên đưa mắt nhìn sang. Hình dáng một người đen xì, lưng còng, đang chống gậy, bước từ phía sau cái chuồng lợn cũ lại. Cô thấy rõ đôi mắt xanh lẻ ẩn hiện sau mái tóc rối bù bạc trắng. Là một bà lão Bà ta đi nhanh lắm, thân thể cứ nhẹ bẫng như lướt đi vậy. Cô Duyên lúc này đã lạnh cả người. Cô biết mình gặp ma rồi. Là hồn ma bà cụ thuấn chứ còn ai vào đây nữa. Gương mặt của bà nanh ác dễ sợ lắm. Dục mấy đứa con chạy nhanh, bản thân cô cũng cất bước mà chạy về phía trước. Đám nhỏ không hiểu sao mà mẹ chúng nó lại chạy như ma đuổi. thế mẹ nó nói chạy thì chúng cũng chạy tiếng bước chân huỳnh hoạch vang cả một góc vườn. Nhưng bà lão chống gậy kia càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp tới sát phía sau đám người. Khi mà mấy đứa nhỏ len lỏi qua bụi tre, bước sang được bên kia con ngõ, thì cô Duyên cũng vừa chui được người sang tới nơi. Chỉ thấy gáy mình như vừa có một làn hơi lạnh vụt qua. Là bà già ấy, bà ta vừa đưa bàn tay xương sầu đen đúa chộp lấy gáy của cô Duyên. Chỉ chậm một chút thôi, không biết rồi cô Duyên sẽ ra sao nữa. Một lúc sau khi mà đã ngồi yên vị, quay tròn bên nồi ốc nóng hổi, tâm thần cô Duyên mới như hoàn hồn lại chút. Đang bần thần suy nghĩ về cái hồn ma lúc nãy gặp trong vườn nhà mình, bỗng cô giật mình vì cô tiếng ông Hồng hỏi. Cô Duyên này, thứ lỗi cho tôi hỏi, khi không phải nhưng mà tôi thấy dạo này trông cô gầy đi nhiều đấy. Về mặt lại xanh sao vàng vọt. Liệu cô có ốm đau hay gì không đó? À, em cảm ơn. Cũng không có chuyện gì đâu bác. Người em xưa nay vẫn vậy. Cũng gọi là có chút bệnh trong người thôi. Không đáng ngại ạ. À? Bà Lợi nghe hai người nói chuyện thì cũng tham gia. Ê, gì thì gì. Cô cũng phải chú ý mà chạy chữa bệnh đi cho nó khỏi đi. Khỏe mạnh rồi con nuôi con. Hai cái thằng nhóc này nữa à mà số ốc lần này thì chúng tôi xin thế nhưng lần sau cô nhất định phải nhận tiền đấy không có là chúng tôi không dám lấy không của cô đâu nở nụ cười cô duyên đáp đáng bao nhiêu đâu mà bác nói thế rồi mọi người ngồi bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất được một lúc bỗng nhiên ông hồng đổi chủ đề tôi nói chuyện này hai người đừng có sợ nhưng mà theo tôi tới cái xóm mình sắp tới khéo lại có người mất đấy Mấy hôm này, đêm nào tôi cũng nghe tiếng vọng nó trao. Nó cứ ầm ầm gào thét từ xa lại gần. Rồi lại từ gần ra xa. Ê, hey, không biết rồi là có ông bà nào đang ốm đau gì không? Cái ông này buồn cười thật đấy. Đang tự nhiên lại của người ta chết. Mà ông cũng mê tín nó vừa thôi. Hơi đâu mà đi tin vào mấy cái chuyện ấy. Ồ ừ, hay cái bà này. Sao lại không tin? Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lần trước xuất hiện tiếng vọng này không chỉ chết một mà chết những hai người lần nào cũng là chết đôi mà không thấy sao hai ông bà hồng lợi còn đang tranh luận thì phía bụi tre sau nhà có tiếng phạch phạch rồi sau đó là tiếng con chim lợn kêu lên en éc một tiếng cả mấy người đưa mắt nhìn nhau không ai bảo ai mà dần hết cả da gà nhìn sang phía cô duyên đang ngồi có chút thất thần bà lợi nhỏ giọng Cô Duyên, cô, cô làm sao thế? Cô đừng sợ, cái lão nhà tôi lúc nào chả vậy. Cái ông này, đấy, ông thấy chưa? Ông nói làm quấy sợ rồi kia kìa. Định bụng quay lại an ủi người đàn bà đang tỏ vẻ sợ hãi mấy câu nữa. Bỗng cô Duyên nhìn vào hai người rồi giọng lý nhí nói. Hai, hai bác ơi, em, em vừa gặp hồn ma bà cụ nhà em trong vườn sau hai bác ạ. À? Câu nói của cô Duyên vừa dứt thì bà Lợi đánh rơi luôn cả cái bát đang cầm trên tay xuống. Bà ngó ra bóng tối phía sau lưng mà thấy trột dạ. Ngồi xinh xích lại vào bên trong phía gần chồng mình. Bà Lợi lúc này mới lên tiếng hỏi. Cô, cô nói đùa hay là thật vậy? Em không có đùa đâu bác. Chính xác là hồn ma bà cụ nhà em. Bà cụ, bà cụ chồng đành ác lắm. Vừa nãy bà còn đuổi theo mấy mẹ con cô cháu ở trong vườn đưa tay chụp lấy em may mà em chạy nhanh chứ không thì tới bây giờ ông hồng cũng không có giữ được bình tĩnh nữa bởi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này không phải là ông chưa chứng kiến những sự việc ma quỷ ông đứng dậy kêu mọi người chuyển vào trong nhà ngồi mấy đứa nhóc đang chạy nhảy quanh sân cũng được gọi vào trong phía trên cao gió lớn thổi qua khiến cho mấy ngọn tre cứ trao đảo lúc bên này lúc bên kia, không khác gì ma chơi nhảy múa. Một lúc sau câu chuyện về những sự việc với giấc mơ kỳ lạ xảy ra trong nhà cô Duyên trước đó được kể lại. Cả sự việc bà cụ dẫn theo một kẻ thân người đầu chim, nửa đêm mở cửa phòng cô mà chỉ trỏ cô cũng nói ra hết. Ngồi nghe xong câu chuyện, hai vợ chồng ông bà Hồng Lợi khẽ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nhau, da gà da chó cứ nổi lên từng chặp. Ông Hồng nói. Không, không ổn rồi. Nhà, nhà cô có trùng rồi. Vong bà cụ thuấn rất quỷ trùng về, bắt con cháu đi đấy. Thế rồi, trước đó nhà cô không trấn yểm xem thầy gì hay sao? Có, chính em đi mà mời ông thầy phê ở làng bên về, làm trấn yểm xung quanh nhà. Còn ra cả ngoài huyệt mộ bà cụ nữa. Hay là, hay là ông thầy này không trấn yểm được hả bác? Lắc lắc cái đầu ra vẻ suy nghĩ, ông Hồng nói. Không, thay phế làng bên thì tôi đảm bảo là chấn được ma quỷ thân trung. Nhưng mà những sự việc mà cô mơ thấy thì rõ ràng là vong nhà bà cụ vẫn đang luẩn quẩn tại nhà. Rồi, thế chuyện này chú thì nói như thế nào? Nói gì bây giờ hả bác? Ông ấy có khi nào tin vào mấy chuyện này đâu. Em nói ra còn đè đánh, rồi còn cấm không cho em bép xếp với bên nhà bác thông nữa. Ê, hey, Chú ấy cũng thật là Thôi được rồi Chuyện này để tôi xử lý cho Cô cứ yên tâm đi Chuyện má quỷ này là không thể xem nhẹ được Chết tôi đảo không biết đó Nghe ông Hồng nói vậy Cô Duyên vẻ mặt lo lắng Ấy, tôi thôi bác ạ à, Đến tay nhà em thì lại khổ cái thân em ra Cứ để xem chuyện tôi đâu ta tính tới đó vậy Cô không phải lo Tôi có cách nói của tôi Không ai biết là cô tiết lộ chuyện này ra với chúng tôi đâu mà sợ đoạn ngó ngó chiếc đồng hồ treo trên tường, ông Hồng nói. Đi, để tôi đưa mẹ con cô về, bây giờ cũng muộn rồi. Sau đó cô Duyên đứng dậy, chào bà Lợi rồi bước ra ngoài. Ba mẹ con cô được ông Hồng dẫn theo lối đường lớn trở về. Đứng dõi theo cho tới khi bóng ba mẹ con khuất hẳn vào trong nhà, ông Hồng lúc này mới khẽ lắc đầu than thở. Thương cho phận người phụ nữ số khổ, lấy phải ông chồng không ra gì. Ông định bụng sáng mai sẽ sang nhà lão thông, nói bóng gió về việc thấy hồn ma bà cụ thuấn hiện về, luẩn quẩn quanh xóm. Ông biết chắc với người như ông ta sẽ không ngần ngại mà đi tìm thầy. Thế nhưng sự việc không có đơn giản như ông Hồng nghĩ, ông cũng không thể ngờ. Hôm nay là ngày cuối cùng mà ông có thể nhìn thấy người hàng xóm của mình. Bởi lẽ ngay sáng sớm ngày hôm sau, tiếng người đã huyên náo om sòm phía ngoài đường. Sau ông được biết, cô Duyên nửa đêm đổ bệnh. Khi mời thầy thuốc trong làng tới thăm khám cũng không tìm ra bệnh gì. Sáng sớm bên nhà ấy đã phải đưa cô lên trên viện huyện. Một ngày, hai ngày, rồi sang ngày thứ ba, cô Duyên được viện trả về. Sau mấy ngày cứu chữa, bệnh tình cô không những không giảm mà còn trở nặng hơn. Cho tới trưa ngày thứ ba thì cô tắt thở. Ngày cô được đưa về nhà, ai nhìn vào thân xác cô cũng phải khẽ dùng mình. Bởi lẽ thân hình cô lúc ấy co quắp, người co rút lại chỉ như một đứa trẻ 13-14 tuổi. Toàn thân chỉ còn là một đúm da bọc xương. Người thân hai bên nội ngoại khóc than. Bà mẹ già đầu hai thứ tóc ngất lên ngất xuống, khóc từ chiều đến tối miệng thì không ngừng gào lên tên đứa con gái xấu xố. Khổ thân con tôi, khổ thân con tôi, con đây là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi sớm như thế hả con? Ông trời ơi là ông trời, sao ông không để tôi chết đi, sao lại bắt bắt con của tôi, trời ơi là trời. Sau cùng bà lão ngất liệm đi, người ta phải cho người đưa bà lại bên nhà, tránh cho bà kích động quá mà sinh bệnh ông lạt bố cô thì gương mặt hốc hác dường như cũng già thêm mấy tuổi khi nghe tin dữ người ta thấy thi thoảng ông cũng đưa tay chấm những giọt nước mắt chảy xuống cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn gì đau khổ hơn thế rồi tới lúc này bắt đầu cũng có người manh nha rằng cái chết của cô duyên rất có thể là do trùng ma của bà cụ thuấn gây ra bởi cô Duyên chết đúng vào 3 tháng sau ngày hạ huyệt bà mẹ chồng. Họ nói một người như cô Duyên dù không có được khỏe mạnh nhưng cũng không có mang bệnh tật gì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà chỉ trong có mấy ngày đổ bệnh rồi đi được luôn. Và sự việc cũng không còn là đồn đoán nữa, bởi ngay trong đám ma của cô Duyên đã có người nhìn thấy hồn ma bà cụ Thuấn đang lang thang đi lại trong nhà. Buổi đêm hôm ấy khi những người làng tới chơi chia buồn đã ra về hết, bên đám ma cũng chỉ còn vài người thân đang ngồi canh quan tài của cô Duyên. Phía nhà ngang là đám người chơi cờ bạc. Ở miền quê và mỗi dịp đám hiếu đám hỷ, thì khi nào cũng vậy, người nhà đám sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho mọi người cùng thức chơi bài. Những người ấy cũng là để giúp gia chủ trông coi đồ đạc vật dụng trong đám người đang ngồi chơi bài ấy, có thằng thanh niên tên Long gọi cô Duyên bằng thím. Lúc này đã là 2 giờ sáng, Long từ trong nhà bước ra ngoài, nó đi về phía hông nhà. Đây là khu vực nấu ăn, nơi có nồi cháo to đang bập bùng sôi. Cái bụng đói cồn cào với mùi hương thơm từ nồi cháo gà bốc ra ngoài, khiến bụng nó sôi lên ủng ục. Lấy bát múc đầy một mâm cháo, long chậm rãi bê vào trong nhà bỗng đâu long đứng khựng lại toàn thân tự nhiên nổi ra gà dần dần bởi nó nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua khoảng sân rộng từ mảnh vườn tối om vào long đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cậu thấy đang thập thò tại trên nhà trên là bóng một bà lão lưng còng chống gậy bà ta đang đưa cái đầu nhòm nhòm vào bên trong nơi để quan tài của cô duyên là 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 bà cụ thuấn ôi mẹ ơi là ma long rồng mình khi nhận ra cái bóng người đang ở đó cùng lúc ấy xung quanh nơi quan tài của cô duyên có vài người là anh chị em bên nội bên ngoài có người lúc này đã buồn ngủ díu mắt có người cũng nằm lăn luôn ra đó mà là một giấc những người khác thì cũng cố nói câu chuyện câu trò cho cơn buồn ngủ qua đi một người nói không hiểu sao cô duyên lại đi nhanh như vậy chứ bình thường vẫn khỏe mạnh làm từ sáng tới tối đâu có thấy ốm đau khi nào đâu mà bệnh viện họ lại nói không thể tiếm ra bệnh gì mọi người thấy có lạ không tiếng một người nữa lại vang lên tôi cũng thấy như vậy đấy không biết trong đây có ai thấy trùng hợp không chứ từ lúc nghe tin cô duyên mất tôi suy nghĩ mà lạnh cả người có có chuyện gì mà nhà chị lại thân thân bí bí thế nhỉ Người kia thấp giọng nói Mọi người không thấy Ngày cô Duyên mất là ngày tròn 3 tháng Từ lúc hạ huyệt bà cụ Thuấn à Mấy cụ già chồng họ Đang nói khả năng là cô Duyên Bị quỷ trùng bà Thuấn bắt đi Cơ nhưng mà Gia đình thì lại nói Đã mời thầy về trấn yểm huyệt bộ bà cụ Thuấn rồi Cả nhà đang dối ren Không biết là như thế nào Nghe nhắc tới ma quỷ thần trùng Mấy người ngồi trong ấy cũng buồn rộn cả người da gà da chó nổi dần dần. Tự nhiên lại có cảm giác gian nhà bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Lúc ấy, một người phụ nữ bên ngoại nhà cô Duyên đưa ánh mắt sợ sệt ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt cô ta nhìn tới phía cửa nhà thì chết đứng lại, ú ớ một lúc mới hét toáng lên. Bởi lẽ cô ta vừa nhìn thấy một cái đầu người thò vào. Cái gương mặt già nua nhăn nhúm, đôi mắt xanh lét sâu hoắm, với cái môi đỏ như son. Bà ta đang nhòm vào đám người ngồi bên trong. Ô, 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 ôi, ma, có, có ma. Ma đang đứng ngoài cửa. Bà Thuấn, ma bà Thuấn. Tiếng la hét thất thanh trong nhà vang lên. Cũng là lúc ngoài sân, Long nhìn thấy bóng đen kia la vụt ra ngoài vườn. Thoát cái đã biến mất trong màn đêm đen tối. Câu chuyện đám người gặp hồn ma bà cụ Thuấn nhanh chóng lan ra khiến ai nghe cũng sợ để cho an toàn người nhà cô duyên sau đó cũng không dám xem nhà chuyện ấy họ nhờ người đi tìm thầy rồi cho những bài thuốc trấn trùng với các vị như thần sa chu sa sương luật địa liền vào trong một túi nhỏ sau đó yểm vào trong quan tài của cô duyên biết rằng đây cũng chỉ là cách hạn chế nhưng có còn hơn không đám người nhà cũng được an tâm phần nào ngày hôm sau sau khi lo việc trôn cất của cô duyên xong xuôi mấy anh chị em bên nhà ấy họp bàn lại với nhau nguyên nhân không có gì khác ngoài việc hồn ma bà cụ thuấn đang lảng vảng xung quanh đây có người tin nhưng cũng có những người không tin điển hình như mấy người con gái theo đạo của bà cụ trong đám người ngồi đây cũng có cả những bậc cao tuổi và một vài người hàng xóm thân cận mọi người đang sôi nổi bàn luận thì bác thông lên tiếng. Các ông các bà cùng với mấy cô chú nghĩ sao. Về việc mọi người nói hồn ma bà cụ nhà cháu. Đang xuất hiện xung quanh đây. Tới bây giờ. Cháu cũng xin báo cáo là trước đó. Anh em cháu cũng đã mời thầy về làm lễ rồi. Trấn điểm mô mả. Nhà cửa cả rồi. Nhưng không hiểu sao. Lại vẫn có lời đồn đoán như vậy. Đoàn quay qua mấy bà chị. Bác thông nói tiếp. Chuyện này em với chú thì biết là các cô sẽ không đồng ý cho nên đã làm mà không có lời nào với mọi người cả cái này thì bọn em sai nhưng cũng mong mấy cô hiểu cho à các cậu bây giờ thì to nhất cái nhà này rồi làm gì có ai dám có ý kiến gì cơ chứ rồi đấy cậu xem đi xem rồi cũng bái trấn ẻm đấy xong có cứu được ai không hay là người chết vẫn cứ chết đúng là vơ vả vừa vẩn mà người vừa lên tiếng là bà suốt bà chị cả trong nhà, cũng là người phản đối mạnh mẽ nhất vấn đề mời thầy về trấn ểm huyệt mộ cụ khi trước. Lúc này mặt bà ta đang vênh lên, vừa trách mắng xỉa sói lại nói năng có phần báng bổ. Nghe tiếng cái đứa con gái đã đi lấy chồng rồi mà vẫn còn về đây ăn nói hống hách như vậy. Mấy ông già trong họ ngồi đó có phần nóng gáy. Một người nói. Này, còn bé cái suốt Mày đừng có bố láo Mày đi lấy chồng rồi Thì lo cái phận mà nhà chồng đi Đừng có mà về để ăn nói vớ vẩn Lão tuyết các ông đánh bỏ mẹ mày Xong ông lão nhả giọng Quay sang anh em nhà bác thông Theo tao thấy Mấy anh em nhà mày Cứ phải đi qua nhà thầy một chuyến nữa Xem như thế nào Xem xem cái con duyên Nó chết đi Có bị chồng bà cũ bắt đi không Nếu đúng là như thế Thì phải tìm cách mà xử lý đi không có cả nhà mày rồi khéo cả hộ này nữa nó bắt hết mấy anh em nhà bác thông đang gật gù vâng giả thì lúc ấy ông hồng cũng lên tiếng nói từ hôm nghe được câu chuyện của cô duyên về những giấc mơ và sự việc cô bị hồn ma bà thuấn đuổi bắt trong vườn ông hồng đã có cảm giác không lành cùng với việc ông nghe thấy tiếng vọng trao ầm ầm mỗi đêm xuống khiến cho ông càng thêm khẳng định sẽ có người sắp chết trong cái xóm này bây giờ ngồi đây ông cũng không muốn giữ chuyện này trong lòng nữa dù sao cô duyên cũng đã chết gã chồng cô cô muốn đánh cũng sẽ chẳng đánh cô được ờ à, mọi người mọi người nghe tôi nói chuyện này đã tôi nghĩ là nghe xong mọi người sẽ không cần phải tranh luận thêm nữa đâu một lúc sau khi nghe xong câu chuyện của ông hồng đám người ngồi ấy ai cũng khẽ rùng mình trong ấy cũng không ít người gương mặt biến sắc, xám ngoét. Ý, chết thật, thế này thì trùng, trùng tang rồi chứ còn gì nữa. Đi, đi ngay sang làng bên, gọi ông thầy sang đây nhanh. Không làm ăn cẩn thận, nó lại bắt cả nhà này đi chứ chả đùa. Vậy là ngay chiều hôm ấy, đám người nhà cô Duyên cũng mời được thầy sang. Ông thầy vừa tới đã phán ngay cái chết của cô Duyên là do thần trùng bà Thuấn bắt. Sau khi kiểm tra nhà cửa một vòng xong xuôi, ông liền nói. Mọi thứ ta chấn yểm ở nhà này vẫn còn nguyên. Vậy thì chắc chắn là ngoài huyệt mộ có vấn đề. Có kẻ nào đó đã phá hoại bùa chú của ta. Đi, chúng ta đi. Đám người nhà cùng một vài người hàng xóm hiếu kỳ nối đuôi nhau theo chân ông thầy ra ngoài huyệt mộ của bà cụ Thuấn kiểm tra. Đúng như lời ông thầy nói, sau khi tìm kiếm một hồi cũng không hề tìm thấy bốn lá bùa trấn yểm mộ ở đâu. Khốn kiếp! Cổ suốt! Là cô! Là cô phải không? Ông Thông như lạc giọng đi, chỉ tay về phía người chị già của mình mà chất vấn. Không để bà ta kịp nói, ông nói tiếp. Nhà này, chỉ có chị là người lúc nào cũng phản đối chuyện này. Không là chị thì còn là ai vào đây? Sao chị nhiều chuyện quá vậy? Tôi đã bảo chị đừng có xíu vào chuyện này cơ mà Bây giờ cô Duyên chết mất rồi Chị đã vừa lòng chưa Này, Này Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh nhá Tôi làm gì Tôi chẳng làm gì cả Đừng có mà đổ lỗi cho tôi Thôi được rồi Không muốn tôi ở đây nữa Thì tôi về Nói xong câu ấy Bà suốt quay lưng bước đi để lại phía sau ánh mắt giận dữ của anh em nhà bác thông nhưng mọi người cũng không cần phải đoán mò hay nghi kỵ gì thêm nữa bởi ngay khi bà suốt bỏ về một người chị em trong nhà khác đứng ra nói bác thông cậu thi cho tôi xin lỗi chuyện này chuyện này là do tôi cùng bác suốt làm đúng là do chúng tôi đã lấy đi các thứ trấn yểm ở huyệt mộ của mẹ diền ơi chị xin lỗi chị không có cố ý vừa nói người đàn bà vừa bưng mặt khóc tu tu như đứa trẻ con thôi được rồi được rồi khóc lóc gì mấy người để sau đi chuyện này đã rõ ràng thì coi như tôi không còn trách nhiệm gì nữa bây giờ tôi xin cáo từ tôi cũng không thể giúp thêm gì cho nhà các ông các bà được ok thầy 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 ơi thầy không giúp anh em nhà chúng con thì chúng con biết làm sao bây giờ mong thầy giúp cho rồi hết bao nhiêu chúng con xin gửi thầy. Thấy ông thầy có ý muốn bỏ đi, bác thông vội chạy tới năn nỉ. Nhưng đáp lại, ông thầy chỉ thở dài mà lắc lắc cái đầu. Không được. Bùa em của tôi đã bị phá một lần rồi. Bây giờ thì tôi hết cách. Theo tôi, bây giờ nhà mấy người nên mang vong bà cụ cùng cô con dâu vừa chết lên chùa nhốt lại là tốt nhất. Như thế quỷ trùng nó sẽ không theo vào được nhưng làm việc này thì người thân không được mang đi phải nhờ người khác chứ cái bọn ma thành tinh này chúng nó khôn lắm không cẩn thận lại giữ họa vào thân mà cũng phải làm nhanh lên nếu không ta cũng chả biết có khi nào lại có người chết nữa đâu nói xong câu đó ông thầy quay lưng bước đi luôn lúc ấy trời đã tờ mờ tối những ánh nắng cuối ngày cũng đã dần tắt sau lũy tre cuối làng đám người nhà cô duyên quyết định sáng sớm hôm sau sẽ mang vong hai mẹ con nhà bà thuấn lên ngôi chùa nổi tiếng trên hải phòng nhốt vong buổi tối hôm ấy bên nhà bà suốt sau bữa cơm tối bà cũng lên giường mà nằm ngủ luôn mấy ngày hôm nay bận bịu việc đám ma của cô em dâu nên bà cũng có đôi phần ít ngủ trong bà cũng đang có đôi chút tức tối vì bị cậu em mắng chửi không ra gì chiều nay dù ai nói gì thì người đàn bà này vẫn không tin chuyện cô duyên chết là do ma quỷ thần trùng càng không tin vào mấy cái trò trấn yểm vỡ vẩn mà lão thầy kia đã làm chính vì thế bà càng không để tâm mà cho rằng cái chết của cô duyên là do việc làm của mình hôm đó nửa đêm hôm ấy khi mà đang ngon giấc bà suốt bỗng giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh lẽo xung quanh đang là tiết trời mùa hè nên lúc đi ngủ bà suốt cũng chỉ mặc một bộ quần áo ngắn cửa sổ nơi phòng ngủ nhìn ra phía vườn sau lại được mở toang cho gió thổi vào khẽ ngồi dậy đưa tay lên xoa xoa vào nhau cho ấm một chút bà suốt định bụng thò tay đóng cánh cửa sổ vào bỗng đâu bà khựng lại bởi lẽ đứng bên ngoài cửa sổ lúc này là thân hình một người phụ nữ nhỏ thó gương mặt gầy guộc sơ xương ra ngoài. Người ấy quay mặt vào nhìn bà suốt rồi bỗng nói. Chị suốt! Chị suốt ơi! Chị suốt! Đi với em! Đi với em! Mợ... Mợ duyên! Bên ngoài trời từng cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Gió thổi qua những tán cau sau vườn, tạo thành những tiếng xào xạc ghê người trong cơn gió còn có văng vẳng cả tiếng người nói cười rồi tiếng than vãn khóc lóc ỉ ôi. Sáng sớm ngày hôm sau, người nhà lấy hai tấm di ảnh của bà cụ Thuấn cùng cô Duyên trên bàn thờ xuống. Hai tấm ảnh được che lại bằng vải đỏ, sau đó được một vài người hàng xóm nhận lấy rồi bước ra xe, nhắm thẳng hướng thành phố Hải Phòng mà phóng tới. Không khí trên xe lúc này cũng lạnh lẽo khác thường dường như ai cũng đang cảm nhận được trên xe khi ấy không chỉ có mấy người bọn họ họ lờ mờ đoán biết được có cả vong hồn của hai mẹ con nhà kia nữa cũng đang ngồi cùng mình chính vì thế mà cả một đoạn đường cũng không ai dám nói với ai câu nào người nào cũng mong cho xe mau tới nơi sự việc được xuân sẻ gần hai giờ đồng hồ sau chiếc xe đỗ trong sân một ngôi chùa cổ kính Nơi đây lúc này cũng có rất đông người từ các nơi đổ về. Nhìn vào đám người ấy, ông Hồng thấy có không ít gia đình cũng đang mang ảnh của người đã mất lên chùa như bọn họ. Phải tới sang giờ chiều, đám người ông Hồng mới đến lượt. Bước vào bên trong một căn phòng lớn, nơi ấy có một vị sư trẻ tuổi, thân hình cao giáo đang ngồi chờ sẵn. Thấy đám người ông Hồng vào, vị sư trẻ mỉm cười chào hỏi rồi cũng không để cho ai nói lời nào vị sư lên tiếng nói các bác không phải nói gì thêm đâu tôi hiểu việc mọi người cần làm rồi hai con vong một già một trẻ đang đứng ngay sau các bác đây bây giờ mọi người cứ để ảnh lại sau đó lặng lẽ rời đi trên con lại để nhà chùa lo liệu mấy người đám ông hồng nghe vị sư trẻ nói thế thì cũng đưa mắt nhìn nhau sau đó chào vị sư rồi bỏ ra về hôm đấy phải tới xế chiều xe đưa mấy người mới về tới nơi và một buổi chiều muộn rất lâu sau đó hôm nay ông hồng đang ngồi trước hiên nhà đưa ánh mắt ra ngoài nhìn ngắm dòng người qua lại cũng vẫn là con đường làng ngày ấy nhưng nay đã được làm mới to và rộng hơn rất nhiều thay vào lớp đất đá gồ ghề khi xưa là lớp nhựa đường mới được trải nhãn thín cũng không còn đoàn người dắt theo trâu bò kéo nhau từ ngoài đồng về nữa mà thay vào ấy là cảnh người người qua lại tấp nập xe cộ phóng tới phóng lui đám trẻ con tan trường tiêu tiết sau lưng bố mẹ chúng đưa tay với lấy cái bát điếu đã cũ xỉn ông hồng bắn một bi thuốc phả làn khói ra ngoài vẻ mặt suy tư nghĩ ngợi sao thế ông lại nghĩ ngợi chuyện gì mà ngồi ở đây vào trong nhà mà ngồi cho đỡ, gió máy đi ông. ơi bà cứ yên tâm, tôi còn khỏe lắm, chứ có già yếu tới mức đó đâu. Mà bà cũng ra đây ngồi với tôi đi, chờ con nó về rồi cùng ăn cơm một thể. Hai vợ chồng ông Hồng vừa nói tới đó thì phía ngoài cổng có tiếng người thanh niên bước vào. Bố mẹ, con về rồi đấy ạ. À? Đạt, đạt về hả con? Thế còn em con đâu? Sao bảo hai đứa cùng về với nhau cơ mà? Dạ, con chào bố mẹ, con về rồi đấy mẹ ơi. Theo sau người thanh niên lúc này, một cô gái cũng đang bước tới, trên môi đang nở nụ cười tươi giói mà nhìn vào hai ông bà. Đây chính là hai anh em thằng Đạt, thằng bé con ông bà Hồng Lợi năm xưa. Sau 15 năm, Đạt bây giờ đã học xong và có một công việc trên Hà Nội còn cô em gái cũng đang bước vào kỳ cuối của mấy năm đại học trên ấy hôm nay là ngày hai anh em về thăm bố mẹ thấy hai đứa con trở về hai ông bà hồng lợi vui mừng ra mặt ông hồng dục hai đứa vào tắm gội rồi cũng lật đật phụ vợ cơm nước buổi tối hôm ấy cả gia đình đang quây quần vui vẻ bên mâm cơm đang nói chuyện bỗng phía bên ngoài đường có tiếng huyên náo vọng tới Đạt đưa mắt ngó ra ngoài thì thấy một người đàn bà, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách dưới đang vừa đi vừa nhảy, vừa cười khanh khách. Chốc chốc bà ta lại bước tới hái mấy cây hoa dại bên đường rồi cắm lên trên đầu mà nhăn nhở. Phía sau lưng người đàn bà ấy là lũ trẻ con trong làng. Chúng vừa chạy theo vừa hò hét. Cô đứa lại lấy đất đá ném vào người đàn bà điên kia. Chỉ cho tới khi có người lớn ra đánh đuổi, chúng mới bỏ chạy. Chứng kiến cảnh ấy, Đạt trầm giọng xuống hỏi bố mẹ. Nhà bác suốt sau bao nhiêu năm, vẫn không chữa được bệnh đấy sao bố mẹ? Sao con thấy bảo đợt vừa rồi, mấy người con nhà ấy, cho mẹ lên trên Hà Nội chữa rồi cơ mà? Ơi, bệnh của bà ấy, chứ có vào chạy tâm thần, chứ bệnh viện nào chữa được hả con? Quả báo cả đấy, không phải tự dưng mà bái như vậy đâu, Tò mò vì lời nói của bố, hai anh em Đạt cũng bỏ đỗ xuống, đưa ánh mắt nhìn sang chờ đợi. Người ta nói rằng, bà suốt vì gây ra cái chết của cô Duyên năm đó, nên mới sinh ra điên khủng như vậy. Ngày đấy anh em họ hàng cũng tìm thầy khắp nơi về xem giúp, nhưng không có ăn thua. Mấy ông thầy Pháp nói là bà ta bị ma quỷ bắt mất một phần phách, nên mới sinh ra dở dở ứng ứng như vậy. Dù đã cúng bái lễ lạt nhiều rồi, nhưng thầy nào cũng bó tay, không thể lấy lại một phạch ấy được. Vậy à, bây giờ con mới biết việc ấy. Ngày trước lại cứ nghĩ là bác ấy bị thần kinh không ổn định. Thần kinh không ổn định, là bác sĩ người ta nói như thế thôi. Còn cả cái làng này, chả ai tin lời ấy cả. Nghe những lời bố nói, về mặt Đạt trầm ngâm, rồi như nhớ ra chuyện gì, Đạt lại hỏi bố. À đúng rồi bố, còn hai đứa con của cô Duyên Bây giờ đang làm ở đâu rồi bố nhỉ Còn cứ đi xa suốt Lâu không về quê Nên cũng không có nắm được tình hình chúng nó Vừa nãy cô về ngang nhà chú Thi Thấy ông ấy đang ngồi cầm chai rượu Mà uống một mình Chồng cũng thấy tội Chúng nó bỏ đi rồi Bỏ tận trong nam cơ Thấy bên nhà lão thông nói Hai anh em nhà nó khi lớn lên Cũng mang nha câu chuyện Sau chúng giận bố về chuyện cái chết của mẹ chúng nó Chúng nó nói rằng vì bố không quan tâm mẹ chỉ biết tít tiền ngày đó lại còn gái gú rượu chè nên khiến mẹ chúng mới chết đi như vậy đúng là nghĩ tình cảnh chu thi bây giờ cũng khổ thật thôi thôi mấy bố con nhà ông ăn đi đồ ăn nguội hết rồi đây này tự dưng đi bàn chuyện nhà người ta lo chuyện nhà mình trước đi đã cắt ngang câu chuyện của mấy bố con ông hồng xong bà lợi nói tiếp hai đứa nhớ lời mẹ nói nha Mẹ không cần mấy đứa phải nhiều tiền, hay phải làm ông bà nọ kia. Chỉ cần anh em các con thương nhau, gia đình hòa thuận, biết trên biết dưới là được rồi. Như thế thì sau này, bố mẹ cô giả mà chết đi cũng được nhắm mắt. Hai anh em thằng Đạt thấy mẹ nói thế thì đưa mắt nhìn nhau cười. Đoạn không ai bảo ai, chúng đồng thanh đáp. Mẹ, chúng con biết rồi ạ, à? xin mẹ yên tâm. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào nghe audio net Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, truyện trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.